Day by day, tôi học thi quốc tịch trên YouTube, vừa làm khách vừa nghe bài. Cứ vậy nghe trên YouTube 4 tháng trời, đi thi là đậu luôn. Nếu có 4 tháng thì có quá đã rồi. Nhưng mà tại vợ của Hiếu, có thể học 4 tháng đó quá trời rồi. Rồi học ngày học đêm. Tại vợ mình nó phải coi con về, phải coi con 7 giờ mới về, rồi xong rồi con 8 giờ ngủ rồi, rồi xong từ từ 8 giờ rưỡi hay 9 giờ nó hai đứa ngủ xong á thì Hiếu canh hai đứa đó, rồi xong rồi vợ đi học tới 11 12 giờ. Nhưng mà tại vì ở Việt Nam vợ của Hiếu nó học không được cao á. Không biết nhiều á. Rồi qua đây cái có chữ rồi, bởi vì không có thời gian đi học rồi, xong bởi vì cái học ở đây nhiều từ mà không biết không, rồi nếu mà học tiếng Việt cái này cái nọ rồi biết biết hết trơn nghĩa, thì cái đúng nhất là phải biết hết trơn nghĩa tất cả mọi thứ để người ta hỏi mình biết được không, nhưng mà tại thời gian không cho phép á, tại tại làm cái thẻ xanh rồi làm cái kia này nọ rồi xong rồi không nghĩ nó sẽ đến nhanh như vậy, apply như tháng 1 rồi xong rồi thấy tháng tháng 8 gì đó, đầu tháng 4, tháng 5 gì đó, rồi xong apply, rồi xong rồi một tháng sau nó thêm, một tháng sau phải thi, bởi vì nó chưa sẵn sàng. Nếu mà cái chừng 4 hoặc 5 tháng, 4 hoặc 5 tháng, biết 4 hoặc 5 tháng đó, thì nó sẽ dễ hơn. Mà nghĩ là vợ nó cũng gớt rồi, xong rồi chừng 4 năm nữa apply lại thi nữa, là lúc đó nó khỏe hơn, con lớn hơn, có nhiều thời gian học hơn không. Rồi xong rồi có thể mình dạy mỗi ngày cho dễ, mà tại không có thời gian, bởi vì mới học tiếng Việt, có video trên YouTube mới học tiếng Việt, rồi xong rồi có nhiều cái rồi nó nói chậm quá, rồi xong rồi những người làm video tiếng Việt á họ nói tiếng Anh không có đúng á, vậy xong rồi mình mới bấm vô người Mỹ, con người Mỹ nói như thế nào, rồi xong rồi người đó thì làm quá trình ok khi vô người ta hỏi như thế nào, rồi giống như thiệt chứ không, mà cái đó họ thì họ tên tiếng tiếng Anh không à, nhưng mà họ hỏi nhiều sâu thêm nữa, bởi vì con nhỏ này nó không biết bài à, mà bây giờ hỏi nhiều thêm nữa bởi nó sợ nó stress thêm nữa, nhưng mà thôi bây giờ mừng đậu rồi, được rồi, mừng rồi. Có thời gian tốt, có nhiều thời gian thì không cần phải nói rồi.